con nao nức mừng vui nhận ly gì bên bánh trưng xanh. Vâng, hát chèo đơn ca tài tử, và bây giờ quý vị đang được thưởng thức khúc bài Sẩm Tết Đoàn Viên. Dịp Tết là ngày để mỗi người dù bận đến mấy cũng quay về cội nguồn tổ tiên, nhớ về những ký ức êm đềm và văn hóa truyền thống vốn là gốc rễ trong hành trang ứng xử của mỗi người. Và tháng riêng thì cũng là dịp của những ngày hội làng, bởi thế cứ mỗi độ Tết đến xuân về, những câu dân ca lại được vang lên nhiều hơn. Du khách về Bắc Ninh mỗi độ tháng riêng thì hẳn sẽ không quên hình ảnh những liền anh áo the, khăn xếp, liền chị áo mó ba mớ bảy, nón quay thao, hay điệu ví dặm ngày xuân của Hà Tĩnh, và còn rất nhiều những bài dân ca của các dân tộc từ vùng núi Tây Bắc đến miệt vườn Cà Mau. Những giai điệu dân ca vẫn có sức sống bền bỉ trong đời sống của người dân Việt Nam. Mỗi làng quê, thôn bản thì vẫn có những người đau đáu với việc gìn giữ các giai điệu dân tộc của cha ông. Làng Đan Nhiễm có nghề buôn bán, thế nhưng cứ mỗi cuối tuần họ lại dẹp bỏ hết việc kiếm tiền để cùng nhau đi học hát chống quân. Tôi đi chợ buổi đêm rất là mệt, nhưng mà khi mà nghe các cái làn điệu chống quân từ các ông các bà hát là hết mệt mỏi. Ở làng Đan Nhiễm, không chỉ người lớn mà còn rất nhiều các em nhỏ cũng tranh thủ lúc cuối tuần rảnh rỗi để học loại hình âm nhạc này. Quá gì năm cạnh này bảy á khe. Ông cháu từng là nghệ nhân dạy hát chống quân nên cháu cảm thấy ông hát rất là hay. Cháu muốn vào lớp dạy của ông để có thể hát được những điều mà ông đã từng hát như vậy. Khi mà đã dạy cho các cháu, trẻ con này là rất là khó. Chúng tôi phải truyền dạy cho các cháu từng câu từng chữ. Các cháu nó bập bẹ nó hát được rồi là nó đã hiểu biết về cái làn điệu hát chống quân này rồi. Điệu múa ngựa giấy tuy không phức tạp nhưng rất có hồn. Đó là sự kết hợp khéo léo, hài hòa giữa người múa và ngựa giấy. Từ kinh nghiệm cộng với niềm đam mê, nghệ nhân Mù Phìn Hòa đã trực tiếp truyền dạy cho lớp trẻ trong thôn điệu múa ngựa truyền thống của người Nùng Dín cùng với những làn điệu dân ca cổ của dân tộc. Tôi cố gắng truyền đạt cho đời sau, cho con cháu, cho học sinh. Nếu thấy hay, thấy thích thì giữ được múa ngựa giấy. Nếu con cháu thấy thích thì truyền được cho đời này đến đời sau. Thời gian đầu nhiều người còn ngại ngùng nên đội múa ngựa giấy chỉ có 3-4 người tham gia, thì nay có thể huy động tới hàng chục người cùng lúc trình diễn múa ngựa theo lối cổ. Giờ đây múa ngựa giấy còn được đưa vào biểu diễn trong trường học, trở thành hoạt động văn hóa có sức hấp dẫn với cộng đồng các dân tộc và những du khách lần đầu đặt chân tới mảnh đất này. Vâng, trong kho tàng nghệ thuật nước ta, dân ca, dân vũ là loại hình diễn xướng dân gian và gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Loại hình này được hình thành trong đời sống lao động, tình cảm, tín ngưỡng tôn giáo và cả các sinh hoạt cộng đồng. Điều thú vị là mỗi khu vực, vùng, miền thì lại mang bản sắc văn hóa độc đáo, riêng biệt. Theo dòng chảy của thời gian cùng sự sáng tạo, tài hoa của các nghệ nhân dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ thì đã góp phần làm phong phú thêm nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Có thời điểm âm nhạc truyền thống bị lấn át bởi nhiều dòng nhạc khác. Vì vậy, đặt ra vấn đề cần có giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa này. Trong hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 thì Tổng Bí thư có nói rằng là văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Đó chính là lý do tại sao chúng ta mong muốn rằng trong quá trình hội nhập ấy, là chúng ta giữ được cái bản lĩnh và sự tự tin văn hóa để từ đó thì chúng ta hội nhập tốt hơn với dòng chảy văn hóa thế giới và tạo ra sức mạnh cho dân tộc. Bằng những người trẻ đang là nhân tố quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa dân tộc đến với giới trẻ. Bởi với người trẻ thì họ vẫn cảm thấy nghệ thuật âm nhạc dân tộc có gì đó chưa thực sự hấp dẫn và đôi lúc khó cảm thụ. Vì thế không dễ để nhạc dân tộc chinh phục được khán giả trẻ. Ví dụ như hát sầm, dân ca quan họ, tuồng, chèo, cải lương hay không? Lần nhất phải 5 năm trước rồi. Thỉnh thoảng mới xem thôi chứ mình cũng không quan tâm nhiều lắm. Chèo, tuồng, cải lương thì nó cũng không phù hợp đối với em lắm. Nó không phải gu âm nhạc của em nên là em cũng không hướng tới và em cũng không xem nó nhiều. Mình cũng biết đến những loại hình dân gian như kiểu là chèo, tuồng. Nhưng mà do là không phải gu âm nhạc của mình ấy, nên là mình cũng không tìm hiểu nhiều và không xem nhiều. Ngày xưa thì mình thường xuyên nghe cải lương cùng với cả bà nội của mình. Bố em cũng bật thường xuyên ấy à.
nên là em cũng có thỉnh thoảng em cũng nghe được đôi chút ạ. Nhờ những nghệ sĩ trẻ hiện nay giống như là Hoàng Thùy Linh này hay là Hà Kiêu, họ đã cải tiến và sáng tạo những cái giai điệu dân tộc giúp cho những giai điệu đó có thể gần gũi hơn với người trẻ chúng mình, làm cho chính bản thân mình và giới trẻ ngày nay có một cái sự tò mò và thích thú đối với những làn điệu dân tộc. Vâng, như có một tín hiệu vui là ngày càng có nhiều người trẻ, họ quan tâm và tìm cách đem lại sức sống mới cho âm nhạc dân tộc. Để nghệ thuật truyền thống không bị quên lãng, nhiều nghệ sĩ cũng như các bạn trẻ thì đang chung tay triển khai những dự án trên nền tảng số, góp phần tạo sức hấp dẫn cho văn hóa xưa, hoặc là thông qua nghệ thuật đương đại và âm nhạc thể nghiệm với cách tiếp cận hấp dẫn, sinh động hơn cho âm nhạc dân tộc. Trên tay mình đang là hai nhân vật rất là tiêu biểu trong nghệ thuật tuồng cổ, đó chính là Trịnh Ân và Trung Vô Diệm. Và đây chính là những sản phẩm mà bọn mình sử dụng trong triển lãm mang tên là Chạm Về Nguồn Cội. Đây là những bạn trẻ thuộc dự án Trường Ca Kịch Viện. Dự án được lập ra 3 năm nay với các thành viên độ tuổi từ 17 đến 22. Bọn em muốn truyền tải là một ứng dụng nhân văn số vào việc là bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Việt Nam. Và chỉ cần một cái đường link chuột thì tất cả những độc giả số của dự án có thể tiếp cận được các loại nghệ thuật truyền thống mà không phải mất thời gian tra cứu. Đồng thời dự án cũng tối ưu cho các độc giả khi tiếp cận nội dung. Chọn con đường khác mang tính thử nghiệm, một vở diễn tuồng hơn 200 tuổi bỗng được trẻ hóa bằng hip hop và nhạc điện tử trong khu sân chơi khu tập thể giữa lòng Hà Nội. Hai năm sau khi Sơn Hậu, Beyond the Mountain được ra mắt, nhóm những người trẻ tiếp tục với những dự án mới kết hợp với nhiều thể loại truyền thống khác. Theo hướng mà chúng tôi đã đặt ra ngay từ đầu khi mà mới bắt đầu công việc của mình, đó là cố gắng kiến tạo một điều mà chúng tôi gọi đó là một cái truyền thống mới. Đó là những cái chất liệu được chúng tôi phát triển lên thành đương đại dựa trên những cái nền tảng di sản văn hóa truyền thống. Đời sống vận động, nghệ thuật cũng vận động theo. Một bộ phận giới trẻ ngày nay đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết thì âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà chẳng hề cũ kỹ theo thời gian. Tuy nhiên, dù là người trẻ hay là bất kỳ ai thì cũng cần phân định rõ ranh giới giữa việc bảo tồn cổ truyền và sáng tạo cái mới để không làm mất đi những giá trị văn hóa gốc, cốt lõi của di sản. Để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa và để những thanh âm còn vang mãi ngàn năm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.